Nam em bất ngờ bị chị ruột nam anh trêu ghẹo về cân nặng sau loạt mâu thuẫn thời gian dài. Vừa qua, cặp chị em song sinh nam anh, nam em khiến khán giả rất bất ngờ khi cả hai cùng xuất hiện chung trên truyền thông. Bởi lẽ thời gian trước đây, hai chị em có mối quan hệ không tốt đẹp, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Đứng trước scandal của đối phương thì người còn lại gần như không có bất kỳ phản hồi nào. Cũng như chính người trong cuộc từng chia sẻ rằng, dù là chị em nhưng họ không can dự đến cuộc sống của nhau. Có nhiều lý do dẫn đến mối quan hệ không mấy tốt đẹp này, trong đó quan trọng nhất là việc nói chuyện không hợp, nói vài câu là cãi vã. Người ngoài cũng nói tuy họ là chị em song sinh nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Vào một buổi chiều cuối tuần qua, hai chị em đã lên Đà Lạt và cùng làm người mẫu cho show diễn thời trang của nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Lại một lần nữa, nam em chiếm spotlight khắp các diễn đàn vì cân nặng của cô vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Trong khi đó, nam anh lại có vóc dáng khá gầy. Mới đây, nam anh còn lầy lội trêu nam em bằng cách vào quán cà phê và hỏi nhân viên xem có món nào uống để cân nặng tăng hẳn lên liền hay không. Trước câu hỏi này, Hoa Khôi gốc Tiền Giang đang ngồi bên cạnh đã lập tức quay lại và có phản ứng lầy lội không kém. Cô hất cả cái nón mà chị gái đang đội trên đầu vì dám trêu ghẹo mình. Có thể thấy sau nhiều tranh cãi không đáng có thì hai chị em họ đã quay về với nhau khá thân thiết. Được biết sau show diễn thì cả hai vẫn còn nán chân tại Đà Lạt để nghỉ. Chị gái nam em, Lệ Nam và hành trình tìm lại cái bóng của chính mình tại The Face nhờ Thanh Hằng. Lệ Nam gây nhiều chú ý cho truyền thông khi quyết định đăng ký tham dự The Face. Nổi bật với chiều cao cùng nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng mọi người vẫn chỉ biết đến cô qua những tai tiếng không đáng có. Đến với The Face, Lệ Nam muốn khẳng định tên tuổi của mình và thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của em gái. Những chia sẻ chân thành và chạm đến cảm xúc của Thanh Hằng tại phòng casting đã giúp Lệ Nam thêm tự tin vào bản thân và xuất sắc ghi tên vào top 36. Em loay hoay thoát khỏi cái bóng của người khác, nhưng cũng đừng đánh mất cái bóng của chính mình. Đây chính là câu nói Lệ Nam luôn ghi nhớ để làm động lực trong suốt chặng đường thi đấu. Từ câu chuyện đó, Lệ Nam đặt hết niềm tin vào huấn luyện viên Thanh Hằng, chọn về đội siêu mẫu để bắt đầu hành trình tìm kiếm cái bóng của bản thân tại The Face Việt Nam 2018. Lệ Nam sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, khả năng biến hóa phù hợp với phong cách khác nhau. Thế nhưng ở những tập đầu, tính cách hiền lành, dịu dàng khiến cô trở nên bị động, nhạt nhòa. Sự thể hiện của cô trong những thử thách đầu tiên chưa thực sự xuất sắc và tạo được ấn tượng với khán giả. Chia sẻ về sự mờ nhạt của mình ở chặng đua đầu, Lệ Nam cho biết, khi đó mình khá nhút nhát vì sợ những hình ảnh của mình được phát trên mạng xã hội sẽ lưu lại về sau, nên mình luôn giữ một hình ảnh an toàn. Nhưng đó không phải là con người của mình. Càng về sau, khi mình sống đúng với cá tính của mình cảm giác thoải mái hơn và có nhiều năng lượng hơn để thực hiện các phần thử thách. Cũng chính vì tự đóng khung bản thân, Lệ Nam là người bị huấn luyện viên Thanh Hằng nhắc nhở nhiều nhất khi team thực hiện thử thách. Trái ngược với tâm lý tự ti, mặc cảm, Lệ Nam cho biết sau mỗi lần bị Thanh Hằng quở trách, cô càng phải bứt phá nhiều hơn. Bởi vì nếu em không tự cứu được em, thì sẽ không ai cứu được em. Lời dặn dò này của huấn luyện viên Thanh Hằng là một nguồn động lực để Lệ Nam cố gắng qua mọi thử thách. Tính cách tưng tửng, năng động của Lệ Nam bộc phát ngày càng nhiều qua những tập sau, giúp khán giả ngày càng có ấn tượng sâu sắc hơn với cô, không chỉ bởi sự xinh đẹp nhàm chán. Trong thử thách chụp ảnh biểu cảm đôi mắt, Lệ Nam đã thể hiện rất tốt những bài học được truyền đạt trước đó. Với đôi mắt biết nói, biểu cảm hút hồn, bức ảnh của Lệ Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong chuyến ghé thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, người xem bất ngờ phát hiện khả năng ca hát của Lệ Nam. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống ca hát, Lệ Nam chia sẻ bản thân yêu thích dòng nhạc bolero và trữ tình. Nữ ca sĩ bật mí sẽ theo đuổi niềm đam mê âm nhạc sau khi rời The Face, bên cạnh việc trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Dù rất sợ động vật bò sát, nhưng Lệ Nam đã xuất sắc hoàn thành thử thách chụp ảnh với trăng và sở hữu tấm ảnh đẹp hút hồn. Đây là thử thách đáng nhớ nhất đối với Lệ Nam tại The Face Việt Nam 2018. Đặc biệt trong thử thách catwalk, Lệ Nam đã chứng tỏ bản thân là đối thủ đáng gờm ở mạng catwalk khi cô sở hữu vóc dáng phù hợp với sàn runway chuyên nghiệp. Khán giả lại càng có niềm tin hơn với sự lựa chọn của Thanh Hằng khi liên tiếp qua các tập, nữ huấn luyện viên này luôn bảo bọc Lệ Nam, chưa một lần đưa cô vào vòng loại. Thế nhưng vào giai đoạn nước rút, khi Lệ Nam đang dần tỏa sáng, cô đành phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc thi. Bước ra từ The Face, Lệ Nam đã không còn là cái bóng của một ai khác, mà cô đã tự tin hơn, lạc quan hơn với chính bản thân mình.
ngày càng bứt phá mạnh mẽ. Lệ Nam đang trở thành gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang lớn trong thời gian gần đây như Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2018, show diễn của các nhà thiết kế như Ivan Trần, Project Runway Vietnam 2015, Trung Thanh Phong. The Face đã giúp tôi trưởng thành, có được những người bạn, người thầy, những bài học mà không phải ở đâu cũng có được. Dừng lại ở top 9 The Face Vietnam 2018, nhưng chắc chắn Lệ Nam sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp sắp tới. Dương Yến Ngọc thừa nhận bị bệnh về thần kinh, xin lỗi bạn trai sau khi nhận định nam em bị tâm thần. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Dương Yến Ngọc bất ngờ tiết lộ đã chia tay với bạn trai. Cô và người yêu kém tuổi từng có hạnh phúc, nhưng đó là thứ hạnh phúc giả tạo. Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ tình cảm này là do người yêu của cô lăng nhăng, không có trách nhiệm và thích chơi trên cơ thể người khác. Dương Yến Ngọc tức giận vì sau khi chia tay, cô bị người yêu cũ nói xấu rằng cô yêu vì tiền và là người hay đòi hỏi. Đụng tới tôi dưới bất kỳ hình thức nào, tôi sẽ xử đẹp không tha. Đừng giỡn mặt với đàn bà đã từng tổn thương như tôi nhé. Dương Yến Ngọc không ngại ngùng dùng lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội. Công chúng vô cùng thắc mắc vì mối tình hơn kém 8 tuổi này vốn dĩ đang tiến triển rất tốt đẹp. Dương Yến Ngọc liên tục đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh thân thiết với bạn trai, những chuyến đi du lịch cùng nhau kèm lời lẽ vô cùng ngọt ngào. Ở thời điểm đó, khi liên lạc với Dương Yến Ngọc để tìm câu trả lời, cựu người mẫu đã từ chối chia sẻ. Vào chiều ngày 6 tháng 12, trong một cuộc trò chuyện mới nhất với giới truyền thông, Dương Yến Ngọc bất ngờ lên tiếng xin lỗi tình cũ kém 8 tuổi về ồn ào cách đây vài tháng và xác nhận mình bị trầm cảm cấp độ 2, đang tiếp tục phải điều trị. Dương Yến Ngọc cho biết, cô có thời gian dài gặp stress vì vấn đề công việc, sự cạnh tranh trên thị trường khiến người đẹp rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Cô bắt đầu không kiểm soát được hành vi, lời nói hay cáu gắt, thậm chí là nghiêm trọng hơn là muốn loại bỏ tất cả những thứ xung quanh mình để tập trung cho công việc. Cảm thấy cần phải kết thúc với Ken, Dương Yến Ngọc đặt vấn đề chia tay với bạn trai, nhưng không ai có thể chấp nhận được khi tình yêu của họ đang thuận buồm xuôi gió. Bạn trai lại là người luôn tâm lý, chiều chuộng cô hết mức. Do đó người đẹp này tìm mọi cách, thậm chí là có những lời lẽ không hay, xúc phạm tình cũ, chỉ với một mục đích duy nhất là làm xấu đi bản thân. Cô nghĩ đó là cách duy nhất để nói lời kết thúc mối quan hệ tình cảm này. Tình yêu chấm dứt là chuyện bình thường, nhưng chấm dứt không có gì tốt đẹp là do lỗi của tôi. Sự căng thẳng khiến tôi không thể kiểm soát được hành động, cảm xúc của bản thân và luôn coi Ken như kẻ thù. Tôi tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Ken. Trong lúc lý trí yếu ớt, tôi đã viết trên trang cá nhân những điều không đúng sự thật. Nói bạn trai cũ lăng nhăng, không có trách nhiệm. Tôi nghĩ đơn giản để chấm dứt tình cảm của ai đó thì làm cho họ ghét mình là được thôi. Dương Yến Ngọc không hiểu bản thân mình ở thời điểm đó bị tình trạng gì cho đến khi cô khám bệnh mới phát hiện ra mình bị trầm cảm ở cấp độ 2. Hiện tại cô đang phải điều trị bằng thiền mới có thể ổn định tinh thần hơn sau khoảng thời gian đánh mất bản thân. Cô muốn người yêu cũ, bạn bè hiểu được rằng mình đã có những lời lẽ làm tổn thương họ và ngay lúc này, điều duy nhất của người mẫu có thể làm để sửa chữa là xin lỗi. Bạn trai của Dương Yến Ngọc có chia sẻ với báo chí lý do chia tay là vì người đẹp này thường xuyên vòi vĩnh. Về vấn đề này, Dương Yến Ngọc thừa nhận. Tuy nhiên người đẹp nói thêm rằng đối với cô trong mối quan hệ tình yêu nào, Dương Yến Ngọc luôn muốn bạn trai tự nguyện chứ không đòi hỏi gì cả. Nhưng vì nôn nóng muốn chia tay, Dương Yến Ngọc buộc phải đòi hỏi, gây sự với bạn trai để cắt đứt đi chuyện tình cảm của mình. Những gì cũng người mẫu muốn chia sẻ, việc tôi xin lỗi chính thức, không chịu bất cứ áp lực hay chi phối của ai. Chỉ là Dương Yến Ngọc muốn mình phải văn minh trong cách ứng xử, sai ở đâu thì sửa ở đó. Sai lầm của tuổi trẻ là để trải nghiệm và trưởng thành, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái và sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Dương Yến Ngọc kết lại buổi trò chuyện. Được biết cách đây không lâu, Dương Yến Ngọc đã gây chú ý khi chia sẻ về nam em trên trang cá nhân của mình. Bạn nào có chơi với nam em, hãy nhắn giúp tôi đến cô ấy. Những biểu hiện gần đây của bạn ấy cho thấy bạn ấy đang bị trầm cảm cấp độ 2. Hãy tìm đến thiền và Phật Pháp ngay trước khi quá muộn. Nếu không điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến trầm cảm cấp độ 3. Bạn ấy sẽ bị tâm thần hoặc tự chết. Nếu không biết tìm đến thiền và Phật Pháp như thế nào, hãy inbox, tôi sẽ giúp. Đừng xem thường những gì tôi nói ngày hôm nay. Theo đó, Dương Yến Ngọc cho rằng nam em có nguy cơ bị tâm thần và đang có biểu hiện trầm cảm, không nên coi thường và cô ấy rất đáng thương, tội nghiệp.